Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài làm việc tại huyện Tuyên Hóa. Kinh nghiệm trong phát triển du lịch cộng đồng ở Lào Cai. Chuyên mục Những bông hoa đời thương có phóng sự, cán bộ hội nông dân làm kinh tế giỏi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 10, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tuyên Hóa về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện 9 tháng đầu năm 2014 và kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 9 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Tuyên Hóa có bước phát triển khá ổn định. Tổng diện tích xuất trồng các loại cây trồng vụ hè thu đạt gần 7.900 ha. Sản lượng lương thực đạt trên 19.000 tấn, tăng gần 250 tấn so với năm trước và cao nhất từ trước đến nay. Chăn nuôi vẫn tiếp tục được địa phương xác định là ngành kinh tế mũi nhọn với việc thực hiện nhiều chính sách khuyến khích, nâng cao chất lượng tổng đàn, nhất là chăn nuôi đàn gia súc. Hiện nay tổng đàn gia súc gia cầm tăng khá so với cùng kỳ. Nhiều trang trại trên địa bàn đã chủ trọng đầu tư mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm tăng dần tỉ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp. Về phát triển diện tích cây cao su tiểu điền, hiện toàn huyện Tuyên Hóa có trên 620 ha cao su. Sản lượng mù khai thác đạt 150 tấn, là một địa phương có diện tích rừng và đất rừng lớn, nên huyện Tuyên Hóa cũng rất chú trọng đến công tác phát triển trong rừng kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng. Vừa qua, huyện đã đẩy mạnh kiểm tra xử phạt, tháo dỡ 68 xưởng cơ sở gỗ hoạt động sai quy định. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Điểm nổi bật nhất là huyện đã duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Năm 2014 này, huyện Tuyên Hóa được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 3 xã đạt từ 11 đến 12 tiêu chí, 10 xã đạt 7 đến 10 tiêu chí, 6 xã đạt 4 đến 6 tiêu chí. Nhìn chung, Tuyên Hóa là một huyện nghèo, xuất phát điểm thấp, kinh tế còn nhiều khó khăn, nên kinh phí đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới còn rất hạn chế. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành liên quan đã phát biểu nhiều ý kiến góp ý cùng với địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế xã hội và thực hiện có hiệu quả hơn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn. Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài yêu cầu huyện Tuyên Hóa cần xây dựng cho được một lộ trình cụ thể rõ ràng trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương với những mục tiêu mang tính chiến lược và đột phá. Đồng thời, cần triển khai các chính sách kêu gọi doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn để tăng nguồn thu, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ngoài chủ trọng các ngành kinh tế vốn là thế mạnh, huyện Tuyên Hóa cần quan tâm phát triển dịch vụ, xuất nhập khẩu, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn. Riêng những khó khăn trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đồng ý với chủ trương cơ chế hỗ trợ đặc thù cho huyện nghèo Tuyên Hóa, đó là hỗ trợ cho huyện 80%, còn là huy động đóng góp 20% để giúp Tuyên Hóa hoàn thành những tiêu chí mà huyện khó có thể thực hiện được. Về những đề xuất kiến nghị khác liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài cơ bản đồng ý chủ trương và giao các sở ngành liên quan phối hợp với địa phương tham mưu tỉnh giải quyết. Nhằm kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn rủi ro, các bệnh hiểm nghèo và đau ốm dài ngày, từ đầu năm đến nay, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã tăng cường công tác trợ giúp nhân đạo. Đây là hoàn cảnh gia đình ông Lê Văn Đôi ở thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, là một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân ông Đôi năm nay đã 81 tuổi, bị bệnh khớp đi lại khó khăn, lại bị bỏng nước sôi đã 4 tháng nay, không đi lại được. Còn trai ông là Lê Văn Đỏ, sinh năm 1986, bị bệnh u não. Mặc dù đã phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng không thành công. Hiện nay đang nằm một chỗ. Cháu nội ông là Lê Văn Đức Phúc, sinh năm 2010, bị bệnh đau não bẩm sinh. Để chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình ông Đôi, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Quảng Ninh, Hội Chữ Thập Đỏ xã Duy Ninh, Ban Mặt trận thôn Hiển Vinh và bà con làng xóm đã kịp thời hỗ trợ đồng viên và tiếp tục kêu gọi vận động cả tổ chức đoàn thể cá nhân hảo tâm quyên góp trợ giúp gia đình. Từ đầu năm đến nay, cả cấp Hội Chữ Thập Đỏ huyện Quảng Ninh đã kịp thời trợ giúp tại chỗ cho 622 đối tượng với tổng trị giá trên 120 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm.
Tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho trạm y tế xã bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh cho người dân. Ngân Thủy là xã miền núi khó khăn của huyện Lệ Thủy, trong đó đồng bào dân tộc Vân Kiều chiếm gần 65%. Xác định công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân là nhiệm vụ quan trọng. Những năm qua, trạm y tế xã Ngân Thủy đã không ngừng nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh, đảm bảo cho người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận được cả dịch vụ y tế. Riêng từ đầu năm đến nay, trạm đã khám và điều trị cho gần 1.260 lượt bệnh nhân, trong đó có gần 840 lượt người được hưởng chính sách bảo hiểm y tế, chủ yếu là các trường hợp được hưởng dịch vụ bảo hiểm y tế theo quyết định số 139/2002 của Chính phủ về chế độ khám và chữa bệnh cho người nghèo. Cùng với đó, chất lượng đội ngũ y bác sĩ của trạm không ngừng được nâng lên. Hiện trạm y tế xã Ngân Thủy có 13 cán bộ nhân viên, trong đó có 2 bác sĩ, 5 y sĩ, điều dưỡng, hồ sinh và 6 nhân viên y tế thôn bản. Hòa giải cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, hạn chế tình trạng khiếu nại tố cáo và góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới. Đến nay toàn tỉnh có gần 1.500 tổ hòa giải với hơn 9.600 hòa giải viên. Trong 5 năm trở lại đây, cả tổ hòa giải đã thụ lý gần 44.000 vụ việc, trong đó hòa giải thành công trên 38.700 vụ việc, đạt tỷ lệ 89%. Để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở, các hòa giải viên đã thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ do Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, các tổ hòa giải còn phối hợp với các tổ chức đảng, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến người dân, gắn hoạt động hòa giải với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Với những hoạt động cụ thể thiết thực, các tổ hòa giải đã góp phần giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, đồng thời giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới đã tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp thu ngân sách trên địa bàn, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, chống thất thu thuế, đồng thời phối hợp với các sở ban ngành trên địa bàn triển khai tốt việc quy hoạch, đấu giá, giao đất và tổ chức thu tiền sử dụng đất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghĩa vụ nộp thuế đến hộ kinh doanh. Như vậy, thu ngân sách trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2014 thực hiện gần 470 tỷ đồng, đạt trên 96% kế hoạch thành phố giao và bằng 104,6% kế hoạch tỉnh giao. Có nhiều khoản thu đạt cao và vượt so với cùng kỳ như thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới tiếp tục khai thác nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ đồng thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán tỉnh giao. Trong đó các khoản thu quan trọng cần thực hiện quyết liệt là thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, lệ phí thực bì, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất và các khoản phí lệ phí cân đối. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyên, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, tập trung tuyên truyền sâu rộng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân cùng các chính sách thuế khác. Năm 1998, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai bắt đầu thí điểm xây dựng mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên. Đến nay, hầu hết các địa phương của tỉnh Lào Cai đã vận dụng có hiệu quả mô hình du lịch cộng đồng và trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trong chuyến công tác tại Lào Cai vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình đã được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế có thể vận dụng để xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở Quảng Bình. Thung lũng Mường Hoa, một trong những thung lũng đẹp nhất Việt Nam, xen giữa những thửa ruộng bậc thang xanh ngát là những bếp nhà theo lối kiến trúc truyền thống. Nơi đây có đồng bào dân tộc Giấy, Giao và Mông ở thôn Tả Văn Giấy của xã Ta Văn, huyện Sapa, sống quân tụ bên nhau từ bao đời nay. Sự kết hợp độc đáo giữa phong cảnh tự nhiên hùng vĩ thơ mộng và nét đặc trưng của văn hóa bản địa phong phú đặc sắc là những điều kiện thuận lợi để Tả Văn Giấy phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Sau hơn 15 năm phát triển du lịch cộng đồng, Tả Văn Giấy đang là địa chỉ du lịch hấp dẫn cho khách nội địa cũng như khách quốc tế, khách nghỉ cuối tuần và khách lưu trú đến tham quan và khám phá văn hóa bản địa. Hiện nay, sản phẩm du lịch đặc sắc mà thôn Tả Văn Giấy đang khai thác là ẩm thực dân tộc, lưu trú tại gia và cả trò chơi dân gian, với tổng số 30 hộ gia đình tham gia làm du lịch cộng đồng. Trung bình mỗi gia đình có thể đón 20 lượt khách đến lưu trú mỗi ngày và mang lại nguồn thu nhập khá cao, khoảng từ 27 đến 30 triệu đồng một hộ một năm. Chịu làm bán này. Nhà này có khách bán hàng cho khách ngày nhiều thì được 200-300, ngày ít thì được 100, cũng đủ mua đồ cho trẻ con đi học. Ngoài khai thác tiềm năng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan kiến trúc,
mỗi dân tộc ở thôn Tả Văn Giấy cũng biết khai thác và phát huy bản sắc văn hóa riêng, phù hợp với năng lực và tập quán sinh hoạt để tham gia phát triển du lịch cộng đồng. Ở đây, những cư dân người dân tộc Mông có tính cách cởi mở, thích giao tiếp, đã làm vườn lồng và để lại nhiều ấn tượng đẹp, trong khi hướng dẫn du khách tham quan và bán các sản phẩm truyền thống là sản phẩm địa phương và hàng thổ cẩm làm quà lưu niệm. Còn với những người dân tộc Giấy, họ rất giỏi chế biến nấu nướng, nên cách làm du lịch ở đây là đón tiếp khách lưu trú và phục vụ cả dịch vụ ăn uống. Và như vậy, thành công trong xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở Tả Văn Giấy chỉ là huy động được tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của người dân tham gia làm du lịch, kết hợp với việc lưu giữ những nét văn hóa truyền thống, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, những lối kiến trúc cổ để tạo nên sự hấp dẫn đối với du khách. I suggest to organize a tour because it's difficult to stay alone. Sapa là điểm du lịch tốt. Đến đây chúng ta sẽ được thưởng ngoạn nhiều thắng cảnh đẹp với nhiều màu sắc phong phú mà không dễ gì bạn có thể tìm thấy ở nhiều nơi khác. Đây là lần thứ hai tôi trở lại Sapa. Tôi thấy thời tiết mát mẻ và tôi được thưởng thức nhiều thức ăn ngon. Tôi thật sự yêu thích nơi này. Kinh nghiệm để xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng ở Tả Văn Giấy nói riêng và tại Lào Cai nói chung, đó là chủ trương phát triển mô hình du lịch cộng đồng có sự liên kết chặt chẽ của bốn nhà. Nhà nước định hướng và xây dựng chính sách quản lý phát triển du lịch, hộ gia đình tham gia làm du lịch đều có quyền lợi và nghĩa vụ bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Cả doanh nghiệp tăng cường quảng bá đưa du khách đến tham quan và các nhà tư vấn tích cực tư vấn cho người dân các biện pháp phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong cái quá trình mà chúng tôi làm thì chúng tôi có mời những cái thành phần ví dụ như là chính quyền địa phương của xã, rồi là các cái trưởng bản, trưởng thôn, rồi là những cái bên hội phụ nữ, đoàn thanh niên, đó là những cái đối tượng rất là tích cực hiện tại trong cộng đồng. Thì tham gia và chúng tôi cũng có tham gia những cuộc họp của thảo luận. Tham gia cuộc họp thảo luận thì xin ý kiến, đầu tiên là phải xin ý kiến cái sự mong đợi của cộng đồng là như thế nào. Đấy, sau đó là từ xuất phát từ những cái nguyện vọng của cộng đồng thì chúng tôi bắt đầu với xây dựng cái mô hình này. Thì chúng tôi phải hiểu rằng là phải làm thế nào để cho cộng đồng nhận thức được cái vấn đề rằng là cái khi mà xây dựng một cái mô hình như vậy thì bản thân cộng đồng họ phải là chủ sở hữu của những cái tài nguyên thiên nhiên ở đây. Đã là du lịch cộng đồng thì phải định hướng theo phát triển bền vững, mà muốn phát triển bền vững thì bao rộng phải tôn trọng môi trường và bảo vệ được cái tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Trong cái tài nguyên du lịch tự nhiên ấy, thì từ cảnh quan môi trường nào ta phải giữ được, vì lúc đó mới thu hút được khách. Chứ nếu mà ta công nghiệp hóa, đô thị hóa chắc là khó. Và thứ hai nữa là phải bảo vệ cái bản sắc văn tộc. Ta đón khách với phong cách của người Mông, người Dao, chứ không phải ta đón khách với phong cách của người Anh, người Pháp mà ta học được như vậy. Vì thế mà toàn bộ cái nếp sống của ta vẫn phải giữ nguyên những cái gì thích ứng với xã hội đại, thích ứng với du lịch thì ta phải cái quan trọng nhất ấy, là ta bảo vệ được cái bản sắc văn hóa dân tộc của ta. Cho nên người ta muốn chiêm ngưỡng cái lạ thì phải đến với chúng ta, phải có được cái lạ đấy, phải bảo vệ được cái lạ đấy, bảo vệ chính đó là bản sắc của chúng ta. Trên con đường di sản miền Trung, Quảng Bình, mảnh đất được biết đến với những danh lam thắng cảnh đẹp, đặc biệt có di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các điểm du lịch tâm linh khác. Đây còn là vùng đất có truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa lâu đời, là điều kiện hết sức thuận lợi cho ngành du lịch phát triển. Hiện nay chúng ta đang chọn những xã lân cận cái khu vực vườn quốc gia di sản thiên nhiên thế giới, rồi là những cái chỗ hệ thống hang động Tủ Lan của huyện Minh Hóa, để chúng ta chọn những xã người Kinh Rồng. Đấy, thế thì phải chuyển đổi cho họ ngay từ ban đầu. Cái ban chỉ đạo của từng địa phương vận động từng hộ tham gia. Và một trong những mục tiêu để những địa phương đang có tiềm năng này, họ ở gần những cái sản phẩm du lịch chúng ta đang khai thác. Đấy, thế thì họ cái tiềm năng đó thì họ phải khuyến khích dân họ cùng tham gia nhiều cái hoạt động dịch vụ khác. Nhưng mà trong đó có cái hoạt động là homestay, du lịch tại gia, du lịch cộng đồng. Và chúng tôi là cố gắng để mà hỗ trợ các xã để làm. Hiện nay, về cơ sở hạ tầng du lịch, Quảng Bình có một khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, 3 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, 7 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, cùng với hệ thống nhà nghỉ có thể đáp ứng được nhu cầu lưu trú của khoảng 7.000 lượt khách mỗi ngày. Trong khi đó, vào những dịp cao điểm, lượng khách đến với Quảng Bình có thể lên đến 12.000 người mỗi ngày. Do vậy, xây dựng các điểm du lịch cộng đồng sẽ đáp ứng được nhu cầu lưu trú của khách du lịch, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, đồng thời góp phần lưu giữ những nét văn hóa truyền thống độc đáo của địa phương.
Trên cơ sở những tiềm năng lợi thế, nhu cầu phát triển du lịch và những kinh nghiệm tích lũy được, thời gian tới, Quảng Bình sẽ xây dựng các mô hình phát triển du lịch cộng đồng ở khu vực xung quanh các điểm du lịch như Đồng Phong Nha, Đồng Thiên Đường, Đồng Tủ Lan, v.v. Sinh thời, Bác Hồ từng nói, thi đua là yêu nước là thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thực hiện lời dạy của Bác, lực lượng cựu chiến binh Quảng Bình không ngừng thi đua trong lao động sản xuất, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Với mục đích tôn vinh các điển hình tiên tiến xuất sắc của cựu chiến binh Quảng Bình giai đoạn 2009-2014 và vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng ba, Hội cựu chiến binh tỉnh sẽ tổ chức đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Quảng Bình lần thứ năm, nhiệm kỳ 2014-2020. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV vào lúc 7:30 ngày 15 tháng 10. Mời quý vị và các bạn đón xem. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Nông dân Thuận Đức chủ trọng phát triển kinh tế trang trại. Chuyên mục những bông hoa đời thương có phóng sự cán bộ hội nông dân làm kinh tế giỏi. Thời gian qua, kinh tế trang trại ở xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới có những chuyển biến tích cực về quy mô sản xuất và chất lượng hàng hóa. Nông dân trên địa bàn xã đã tập trung khai thác có hiệu quả nhiều diện tích đất và mặt nước ao hồ để đầu tư mở rộng trang trại. Hiện nay trên địa bàn xã Thuận Đức có gần 10 trang trại lớn, trong đó có 6 trang trại đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí trang trại mới. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình đã tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh vùng gò đồi của địa phương để phát triển mô hình trang trại theo hướng tập trung và chủ động nâng cao chất lượng cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế. Tổng thu nhập hàng năm của mỗi trang trại bình quân đạt từ 700 đến 800 triệu đồng. Nhiều trang trại đã mạnh dạn đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm tăng sản lượng hàng hóa và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Nhằm thực hiện đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2010-2015, góp phần hỗ trợ cho các hội viên nông dân nghèo cải thiện đời sống, đầu năm 2013, Hội nông dân huyện Bố Trạch đã cho hội viên nông dân vay vốn và chuyển giao kỹ thuật mô hình gà ri lai thả vườn. Nhờ đó, mô hình đã giúp nhiều hộ thoát nghèo và làm giàu bền vững. Mô hình nuôi gà ri lai thả vườn được triển khai cho 55 hộ nông dân tại 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trong toàn huyện. Mỗi hộ nông dân được vay 5 triệu đồng với lãi suất 0,8% một tháng. Nguồn vay này được trích từ nguồn ngân sách huyện và quỹ hỗ trợ nông dân làm kinh tế. Để giúp cho các hộ nông dân nắm bắt được kỹ thuật nuôi, chăm sóc giống gà này, huyện hội đã tổ chức một lớp tập huấn cho các hội viên về kỹ thuật chăn nuôi gà ri và phương pháp hạch toán kinh tế. Sau hơn một năm triển khai đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Trong 3 lớn nuôi, các hộ dân đã hoàn vốn vay và cho thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng một lứa. Nhiều hộ khởi đầu từ 100 con, nay đã có tổng đàn trên 500 con. Đặc biệt, trong tổng số 55 hộ nghèo tham gia đã có 19 hộ thoát nghèo, 2 hộ vươn lên cận nghèo. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ việc nuôi gà ri, Hội nông dân huyện Bố Trạch tiếp tục cho 58 lượt hộ nông dân đăng ký tham gia thực hiện mô hình, nhằm tạo điều kiện cho các hộ xuất bản lứa đầu tiên đủ dịp Tết Nguyên đán. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Bố Trạch đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Mô hình VAC của gia đình ông Mai Xuân Hải, trú tại thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch là một điển hình như vậy. Xây dựng mô hình VAC từ năm 2002 với trên 1,5 hecta đất khai hoang, gia đình ông Mai Xuân Hải đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình vườn ao chuồng. Đến nay, trung bình mỗi năm gia đình ông Hải nuôi trên 400 con gà, 50 con lợn giống, trên 400 con lợn thương phẩm với năng suất 100 tấn thịt mỗi năm. Ngoài ra, gia đình ông Hải còn đầu tư nuôi các loài cá như cá trê phi, cá lóc, nuôi lươn thương phẩm và trồng các loài cây ăn quả. Hiệu quả kinh tế từ mô hình VAC mang lại cho gia đình ông Mai Xuân Hải mức thu nhập trên 6 tỷ đồng một năm, trong đó lại trồng trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, mô hình VAC của gia đình ông Mai Xuân Hải còn tạo công ăn việc làm cho 4 nhân công với thu nhập 5 triệu đồng một người một tháng. Thưa quý vị và các bạn, Hội nông dân xã Châu Hòa, huyện Tuyên Hóa là một trong những hội cơ sở luôn thực hiện tốt phong trào nông dân của huyện.
Thành quả mà Hội Nông dân xã Châu Hòa đạt được có sự đóng góp không nhỏ của anh Đặng Thanh Long, chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Kinh Châu, xã Châu Hòa. Không chỉ là người cán bộ hội năng nổ nhiệt tình tại địa phương, mà anh Long còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Cũng như nhiều nông dân khác ở xã Châu Hòa, huyện Tuyên Hóa, anh Đặng Thanh Long luôn thấu hiểu những khó khăn vất vả của người nông dân. Vì vậy, ngay từ khi được hội viên nông dân tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Kim Châu, anh luôn trăn trở làm sao để xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy cho hội viên, đồng thời giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Trải qua quá trình sinh hoạt trong chi hội nông dân tập thể của thôn Kim Châu thì tôi cũng có cái nhận xét là đối với bản thân anh Long là anh là một chi hội trưởng, anh năng nổ phấn đấu, rồi anh nói chung là sáng tạo trong công việc lãnh đạo, trong các cung cách làm ăn của anh là anh học hỏi được qua cả cái khóa tập huấn, rồi về nói chung anh áp dụng để làm giao cho gia đình, làm giao cho tập thể, tạo mọi thuận lợi cho ba con học theo và làm theo. Thì riêng bản thân gia đình tôi, một hội viên thì tôi cũng học ở anh được nhiều điều, ví dụ như là kỹ thuật về chăn nuôi bò chẳng hạn, rồi là trong rừng để có thêm thu nhập cho gia đình. Để xây dựng hội nông dân vững mạnh, anh Long và chi hội nông dân xã Châu Hóa xác định lấy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là khâu đột phá, qua đó thu hút hội viên tham gia và xem đây là phong trào trọng tâm để thúc đẩy các phong trào hoạt động khác. Từ những việc làm thiết thực đó đã góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống cho bà con nông dân, góp phần làm cho bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo theo đó cũng giảm xuống hàng năm. Không chỉ phát động, vận động nông dân tích cực phát triển kinh tế, mà anh Lâm còn luôn là người đi đầu gương mẫu để hội viên nhìn, hội viên học và hội viên làm theo. Hiện nay, gia đình anh Đặng Thanh Long phát triển chăn nuôi trên 20 con bò thương phẩm và bò lai sinh sản, trồng trên 10 hectare cây bạch đàn và tràm hoa vàng. Ngoài ra, anh Lâm còn đầu tư mở thêm hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 30 lao động tại địa phương. Hàng năm, gia đình anh thu lãi từ chăn nuôi, trồng rừng và sản xuất vật liệu xây dựng trên 100 triệu đồng. Trong thời gian tới thì tôi cũng cố gắng nỗ lực đưa cái nguồn vốn lại suất thấp để tiếp cận cho ba con nông dân vay được vốn đó và sản xuất kinh doanh kinh tế để càng ngày càng là ba con là xóa đói giảm được nghèo. Về phần làm kinh tế thì tôi cũng nỗ lực làm sao nắm bắt được thị trường và thu hút được thêm nhiều công nhân để tạo công ăn việc làm cho một số công nhân đang còn thiếu công ăn việc làm. Mô hình của anh Long đấy là một cái mô hình điển hình trong cái vấn đề xây dựng hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ và có cả chăn nuôi và trang trại trong cây, một trong chỉ có cái điển hình trong cái sản xuất kinh doanh giỏi. Cho nên thông qua đây chúng tôi cũng mong muốn rằng sẽ làm những cái gương điển hình để tuyên truyền cho bà con nông dân trong toàn huyện học tập nói theo để làm kinh tế giỏi, góp phần cho cái sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế của địa bàn Châu Hòa nói riêng và của huyện Tuyên Hóa nói chung. Biệt Vân Dung triển khai nhiệm vụ sát tình hình thực tiễn địa phương, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đầu tàu gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất. Anh Đặng Thanh Long xứng đáng là tấm gương cán bộ hội nông dân tiêu biểu để hội viên học tập và noi theo. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 12 ngày 13 tháng 10, khu vực miền núi nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 10, nhiều mây, có mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ.